nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc tuần này đến Mỹ. Đây là giới chức Trung Quốc cao cấp nhất công du Hoa Kỳ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm nay. Reuters dẫn nguồn Tân Hoa Xã cho biết, Ủy viên Quốc vụ Viện Dương Khiết Trì tới Mỹ trong hai ngày thứ hai và thứ ba. Ông Dương có vị thế cao hơn Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Chuyến đi thăm diễn ra tiếp sau cuộc điện đàm giữa ông Dương và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson trong tuần rồi. Qua đó, đôi biến xác nhận tầm quan trọng của mối quan hệ xây dựng Mỹ-Trung. Đây là bước mới nhất của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong nỗ lực đưa các mối quan hệ nồng ấm trở lại sau khởi đầu chung gai khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Tân Hoa xã nói, chuyến viếng thăm của ông Dương trùng hợp với kỷ niệm 45 năm ngày Tổng thống Richard Nixon thăm Trung Quốc năm 1972 và vỡ mối quan hệ băng giá giữa hai nước, mở đường cho Bắc Kinh và Washington thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979.